Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay rất là ngon luôn, đó chính là lẩu nấm. Cách nấu lẩu nấm thì siêu đơn giản, nhưng mà dùng để ăn cơm hoặc là ăn bún đều ngon cả. Quý cô bác chọn những loại nấm mà mình thích, đặc biệt là nước lẩu phải ngọt đậm đà thì món này nó mới ngon. Nấm thì dai dai, phần nước súp thì ngọt thanh, thêm một chút vị cay nồng, ăn cùng với rau và bún. Món chay này tuy đơn giản nhưng mà rất ngon, quý cô bác có thể áp dụng để đãi cho những bữa tiệc chay của gia đình mình. Quý cô bác đang theo dõi video, nếu thấy thích món lẩu nấm mà em nấu thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Phần nấm để em trụng lẩu gồm 200g nấm bào ngư, quý cô bác chọn nấm bào ngư xám để không có mùi hăng, và 200g nấm linh chi đen. Tiếp theo là 150g nấm hải sản. Ngoài các loại nấm này thì quý cô bác có thể chọn thêm nhiều loại nấm khác mà mình thích, như là nấm rơm, nấm đùi gà, nấm mỡ, nấm đông cô tươi hoặc là nấm kim châm đều được hết nha. Phần rau củ để nấu lẩu đầu tiên em sử dụng đó chính là 10g táo đỏ, 1/2 trái bắp ngọt, 100g cải trắng và 100g bắp non. Trụng lẩu thì em dùng 200g cải son. Phần lẩu này em nấu dùng cho 4 người ăn đó quý cô bác. Tiếp theo là 600ml nước dừa tươi. Không dùng nước dừa tươi thì quý cô bác có thể dùng nước hầm từ rau củ cũng được, nhưng mà dùng nước dừa tươi thì vị ngọt của lẩu sẽ thanh hơn. Nguyên liệu tiếp theo không thể thiếu đó chính là hành tím nguyên củ và 2 nhánh tiêu. Gia vị nêm gồm có 1 muỗng canh đường và 2 muỗng cà phê hạt nêm chay. Thường thì người miền Tây ăn rất ngọt, quý cô bác có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị mình nha. Cần thêm một ít nước mắm chay. Và ăn kèm thì em sử dụng đó chính là bún tươi. Rồi bây giờ em xin mời quý cô bác cùng nấu với em nha. Đầu tiên thì cho nước dừa tươi vào trong nồi. Đầu tiên là cho nước dừa tươi vào nồi và cho bắp non, cải trắng và bắp ngọt vào đây. Bây giờ sẽ đun sôi cái phần nước này lên nha. Nếu quý cô bác có cải muối thì có thể cho vào đây một ít. Mùi của cải muối sẽ giúp cho nước lẩu thơm hơn. Quý cô bác cho vào đây 2 nhánh tiêu và 50g hành nguyên củ. Nếu thích cay nồng hơn thì quý cô bác có thể cho vào đây thêm một ít gừng cắt lát. Giờ thì nấu sôi cái phần nước lẩu này lên mới cho táo đỏ vào. Nhìn cái nồi nước lẩu khá là bắt mắt phải không quý cô bác? Đầy đủ màu sắc hết trơn nè. Hôm nay nhà có một vị khách ăn chay ghé thăm, cho nên em sẽ nấu món lẩu này để mẹ đãi khách. Mà vị khách này thì không có ăn gừng với sả, nếu không thì em để vào đây thêm một ít gừng và một nhánh sả nữa thì nước lẩu sẽ thơm ngon hơn. Nấu táo đỏ khoảng 3 phút, sau đó thì nêm gia vị. Quý cô bác nêm vào đây gồm đường, hạt nêm chay, nêm như thế nào cho vừa khẩu vị của mình là được. Nếu không có tiêu nhánh mà tiêu đen thì quý cô bác sử dụng tiêu xanh cũng được nữa nha. Sáng đi chợ ghé tiệm mua kỷ tử, nhưng mà kỷ tử đã hết rồi. Nếu có thêm một ít kỷ tử nữa thì món lẩu này sẽ ngon hơn nữa. Trong lúc chờ phần rau củ chín thì bây giờ em sẽ bày biện cái đĩa rau nha. Rau để trụng thì quý cô bác sử dụng được rất nhiều loại như là bông bí nè, cải son, cải ngọt hoặc là bông thiên lý cũng được. Ăn chung với lẩu thì quý cô bác có thể dùng mì gói nè, mì tươi, sợi miến, sợi hủ tiếu hoặc là bún tươi hoặc là với cơm đều được hết. Để chấm thì quý cô bác chỉ cần một chén nước mắm chay cắt vào vài lát ớt nữa là xong. Hoàn thành xong đĩa rau và bún rồi nè. Bây giờ thì đi kiểm tra xem cái nồi nước lẩu đã như thế nào rồi. Phần rau củ đã chín hoàn toàn rồi quý cô bác ơi. Bây giờ thì em có thể tắt bếp, nêm vào đây thêm một ít nước mắm chay hoặc là muối cho vừa ăn.
Sau đó thì cho ra nồi lẩu nữa là hoàn thành xong rồi. Nhớ là rắc lên trên này một ít cần tàu hoặc là ngò hoặc là hành cho nó thơm thơm nha. Giờ thì múc phần nước lẩu này ra nồi lẩu thôi. Đối với lẩu thì lúc nào cũng phải ăn nóng rồi, ăn nóng thì nó mới ngon. Trong những bữa tiệc chay nho nhỏ của gia đình, quý cô bác có thể nấu món lẩu này làm món chính để đãi khách, ăn vừa ngon, nhìn lại đẹp mắt. Chỉ cần một chút xíu thời gian thôi là quý cô bác đã có một món lẩu nấm thanh mát để đãi cả nhà rồi. Món lẩu nấm siêu đơn giản luôn phải không quý cô bác? Nước lẩu thì ngọt thanh, một chút cay nồng và thơm tiêu. Ăn cùng với rau và bún, thêm một ít dai và ngọt từ nấm nữa. Món lẩu này mà để thay thế cho những bữa cơm chay hàng ngày thì ngon còn gì bằng. Nhờ sự yêu thương và ủng hộ từ quý cô bác mà kênh của em đã đạt đủ 100.000 subscribe rồi. Đó là một điều vui mừng rất là to lớn đối với em. Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô bác. Cảm ơn quý cô bác đã yêu thương và ủng hộ em trong thời gian qua. Và trong thời gian sắp tới thì em rất là mong nhận được sự yêu thương, ủng hộ và góp ý từ quý cô bác. Mọi ý kiến thì quý cô bác cứ bình luận ở bên dưới video và em sẽ trả lời. Chỉ có những cái bình luận nào mà YouTube nó cho vào spam, em không thấy được thì em mới không trả lời thôi. Em xin quý cô bác đó thông cảm giùm em nha. Còn bây giờ thì video của em đã hết rồi. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì xin hãy bấm đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Quý cô bác nhấn nút like video để ủng hộ em nha. Em xin cảm ơn.